Kia K5 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời đã chính thức trình làng ở thị trường Hàn Quốc vào tháng 11 năm ngoái. Đến triển lãm ô tô Chicago 2024 mới đây, mẫu sedan hạng D này đã được mang đến trưng bày và giới thiệu với khách hàng Mỹ. Tương tự xe ở Hàn Quốc, Kia K5 2025 dành cho thị trường Mỹ cũng thay đổi cả về thiết kế lẫn trang bị tiện nghi và an toàn. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu Kia, mẫu sedan hạng trung này sở hữu dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo dễ lấy cảm hứng từ bản đồ sao, đèn pha LED nhỏ gọn hơn, lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng với mắt lưới hình tổ ong, cản trước thể thao hơn với tạo hình đôi cánh và khe gió giả cỡ lớn ở hai góc, trang trí bằng nẹp mạ chrome nằm dọc. Chưa hết, Kia K5 2025 còn được bổ sung những chi tiết ngoại thất mới khác như vành la răng và đèn hậu. Trong đó, cụm đèn hậu LED được thiết kế nằm vắt ngang đuôi xe và có tạo hình lấy cảm hứng từ bản đồ sao, tương tự dải đèn LED định vị ban ngày. Cản sau của xe được cải tiến nhẹ với sự biến mất của hai khe gió giả. Bên trong xe, mẫu sedan cỡ D này được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch tiêu chuẩn. Bản cao cấp sẽ có thêm màn hình cong mới trên mặt táp lô, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 12 inch và màn hình cảm ứng trung tâm. Thêm vào đó là tính năng cập nhật phần mềm qua Wi-Fi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây, cụm điều khiển trung tâm tái thiết kế, cửa cốp chỉnh điện và ghế sau gập 60-40. Ở thị trường Mỹ, Kia K5 2025 có tổng cộng 3 phiên bản là LXS, GT Line và GT. Trong đó, bản LSX thấp nhất có thêm nhiều tính năng tiêu chuẩn mới, như cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ tránh va chạm phía trước. Bản GT Line có thêm gói Premium Package với cửa sổ trời toàn cảnh panorama, đèn LED nội thất và hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Ở bản GT, Kia K5 mới có thêm hệ thống âm thanh Bose, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, chìa khóa kỹ thuật số, sưởi vô lăng và gương chiếu hậu gập điện. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng dựa trên định vị, công nghệ hỗ trợ lái trên cao tốc, camera 360 độ và hỗ trợ tránh va chạm khi lùi đỗ xe, cũng là trang bị tiêu chuẩn của Kia K5 GT 2025. Nằm bên dưới nắp capo của mẫu xe Hàn Quốc này là hai tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 2.5 lít mới, thay cho loại 1.6 lít cũ. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 191 mã lực và mô men xoắn cực đại 245 Nm. Động cơ đi kèm với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 8 cấp tiêu chuẩn. Trong khi đó, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian là trang bị tùy chọn ở bản GT Line. Riêng bản GT cao cấp nhất tiếp tục dùng động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 2.5 lít với công suất tối đa 290 mã lực và mô men xoắn cực đại 421 Nm như cũ. Động cơ này cũng đồng hành cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Hiện giá bán của Kia K5 2025 tại thị trường Mỹ vẫn chưa được công bố.